Một người có thể đạt được rất nhiều thứ trong đời mà vẫn không tìm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy phiền não. Thực ra, theo quan điểm của Đạo Phật, hạnh phúc là xả bỏ tự ngã và tiêu diệt phiền não. Vì thế, chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc từ chính mình, chứ không phải từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Trong Buông Xả Phiền Não, Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói cho chúng ta biết, hạnh phúc chân thật không phải là cảm giác dễ chịu hay sự vui vẻ nhất thời, mà là sự bình an luôn ngự trị trong tâm. Mọi phiền não của chúng ta hầu hết đều do tâm tham, sân, si, mạn, nghi mà ra. Và để dứt trừ phiền não, chúng ta phải bắt đầu từ việc đối trị với những thứ độc của tâm này. Đối trị tham, đối trị sân, đối trị si và đối trị mạn, đối trị nghi. Là thật ra đấy là những cái đại phiền não theo như giáo lý nhà Phật. Thì những cái đấy mà nếu buông xả hết thì thành Phật. Ví dụ như đối trị tham thì chúng ta bằng cách bố thí để đối trị tham. Thì khi mình không tham tức là mình không có bị cái phiền não của tham nó ràng buộc. Còn ví dụ như là sân thì cái cách để đối trị sân đấy là mình phải kiên nhẫn. Mà nhẫn ở đây không phải là nhẫn nhục theo cái nghĩa của thế gian. Nhẫn nhục tức là cái sự cam chịu và vẫn nuôi dưỡng một cái năng lượng thù hằn. Nhưng mà nhẫn là trong đạo Phật tức là đức nhẫn. Cũng như kinh Di Giáo Đức Phật dạy là thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là kẻ thượng nhân có trí tuệ. Đức nhẫn tức là dùng lòng từ bi mà nhẫn, tức là bằng tình thương. Còn si là sự ngu si, ngu dốt thì đương nhiên là phải dùng trí tuệ rồi. Thì trí tuệ ở đây thì nói nó rất là rộng, nhưng mà trong sách thì có những cái phương pháp đấy là ngài dạy về cái phương pháp thu hoạch những cái kinh nghiệm sống, cái nhìn nhận những cái lối đi thiết thực và nó phù hợp với thời đại, phù hợp với bản thân để mình rút ra những con đường chính đáng cho mình đi. Khi chúng ta thấy rõ phiền não, vận dụng phương pháp hóa giải, đối trị phiền não và cuối cùng là buông xả hoàn toàn, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc. Chỉ bằng vài lời ngắn gọn và giản dị, Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã cho chúng ta những kiến giải sâu sắc mà dễ hiểu về nguồn gốc của phiền não cũng như cách hóa giải. Chẳng hạn, để giải thích thế nào là tham, Ngài nói, có được thứ mình cần không gọi là tham, mình không cần mà còn muốn có thêm mới gọi là tham. Phiền não tuy có trăm nghìn loại, nhưng nó giống như mọi thứ trên đời, chỉ tồn tại tạm thời. Khi tinh thần bất an, chỉ cần khéo dùng một phương pháp thì hóa giải được. Cuối cùng thì buông xả chấp trước, làm cho tâm trở về bản tính thanh tịnh hồn nhiên vốn có. Lúc đó, hạnh phúc không tìm mà vẫn tự đến.